Rồi thì tiếp theo trong cái nội dung này thì tôi sẽ làm một bài tập như sau ha. Tôi sẽ sử dụng một cái nút nhấn có chức năng là on để mở máy cho cái động cơ chạy. Khi nhấn nút thì động cơ nó chạy, và khi tôi nhấn nút off thì động cơ này sẽ dừng lại. Tôi sẽ vẽ phần cứng, ngõ vào thôi, ngõ ra tôi sẽ không vẽ nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ có cái ngõ vào như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ có cái ngõ vào M đi, con rồi 0.0 và 0.1, lưu ý ha. Rồi như vậy thì chúng ta tùy theo cái chân con chúng ta đấu tín hiệu gì. Ví dụ như chúng ta đấu sin á, nghĩa là M nối tới nguồn âm, còn suột á, là M nối tới nguồn dương. Như vậy thì chúng ta đấu sin đi ha. Rồi sin kin đi, ví dụ này sin kin. Như vậy M này được nói tới cái nguồn 0V, nguồn âm đó, thì các cái chân còn lại chúng ta sẽ nói tới nguồn dương, cộng ha, cộng. Rồi đây Y0.0 tôi dùng là nút nhấn on, tôi sẽ nối tới cái điện áp dương và tới tích điểm. Rồi tôi nối vào ha. Như vậy thì khi nhấn nút sẽ đưa tín hiệu dương vào đây, thì coi như là có nhấn nút, hoặc nút off. Nút off cũng tương tự là mở luôn, khi nhấn nút off thì sẽ đưa tín hiệu vào 0.1 ha. Rồi như vậy thì tôi sẽ lập trình như sau. Thì đầu tiên là cái đường tín hiệu điện ha, tín hiệu điện đi vào. Rồi đi vào đây, vào đây. Thì đầu tiên các bạn lập trình cho tôi là các bạn nên lập trình bằng bút chì đi. Thì khi chúng ta lập trình chúng ta sẽ thêm bớt gì đó cho nó dễ nghe các bạn ha. Ví dụ như bây giờ khi tôi nhấn nút Y0.0 thì sẽ làm động cơ chạy. Như vậy thì tôi làm tới điểm thường mở ha, tôi nhấn nút một cái sẽ làm đường tín hiệu đi qua đây, sẽ làm cho cái cuộn coil này có điện ha, cuộn coil này có điện. Đầu tiên là Y0.0. Rồi, ở đây là cái cuộn coil Q0.0. Rồi khi nhấn nút thì cái cuộn coil này nó sẽ có điện như cái bài tập trước chúng ta đã làm ha. Như vậy thì khi nhấn nút xong á, chúng ta buông nút nhấn ra thì cái chỗ này nó hở mạch, thì cái cuộn coil này mất điện. Tuy nhiên trong cái đề bài này yêu cầu này khi buông tay ra cuộn coil này vẫn có điện, tức là vẫn hoạt động được. Như vậy thì ở đây á, nó có một cái đặc điểm rất là thú vị, đó nghĩa là gì? Khi cái cuộn coil này nè các bạn, nó có điện á, thì nó sẽ làm thay đổi các tiếp điểm phụ của nó, là thường mở thành đóng, thường đóng thành mở ha. Như vậy thì bây giờ tôi sẽ lợi dụng tiếp điểm phụ của nó để đi duy trì mạch điện cho nó. Như vậy thì lúc này tôi sẽ gắn ở đây song song với cái nút nhấn nó vào để mở máy, thì tôi sẽ tạo ra một cái tiếp điểm thường mở của cái cuộn coil này ha, thường mở cuộn coil này, tức là Q0.0, và tôi nối song song với nút nhấn. Rồi như vậy thì các bạn thấy này, khi tôi nhấn nút các bạn ha, nhấn nút á thì sẽ làm cho đường tín hiệu điện á, nó sẽ đi từ đây này các bạn, đi từ đây nè qua đây ha, qua đây liền mạch. Như vậy thì cái cuộn coil này có điện, thì tiếp điểm này nè nó sẽ đóng lại, và lúc này dòng điện nó sẽ đổ làm hai nhánh đi từ đây sang đây nữa đó. Như vậy thì lúc này khi tôi giữ nút nhấn á thì nó sẽ có hai đường tín hiệu đi, một là đi từ đây đi sang đây, và từ đây đi vòng ngược qua đây, thì cái cuộn coil này có điện. Và khi tôi buông tay ra thì sẽ làm chỗ này hở mạch ha. Tuy nhiên các bạn có một cái điều rất là hay nha, khi buông tay ra chỗ này hở mạch nhưng tín hiệu điện nó vẫn chạy từ chỗ này nè sang tiếp điểm này, tiếp điểm này đóng nè ha, do cuộn coil có điện thì cái này đóng, và nó sẽ duy trì mạch điện chạy theo cái đường tín hiệu từ đây đi qua đây và đi về đây, sẽ làm cuộn coil luôn có điện, Thì lúc này á, chúng ta muốn cho cái cuộn coil này dừng lại á, chỉ có một cách duy nhất là chúng ta làm sao gián đoạn cái đường tín hiệu cấp điện cho cuộn coil này. Nghĩa là hiện nay chúng ta sẽ làm cho chỗ này là nó hở mạch ra ha, nhưng chắc chắn chúng ta không thể nào tác động được, tại vì cái cuộn coil này là bên trong nó sẽ làm cho cái mạch này đóng lại. Như vậy thì chúng ta phải gián đoạn từ chỗ này nè ha tới đây bằng cách là gì? Chúng ta sẽ gắn thêm một cái tiếp điểm thường đóng để chúng ta gián đoạn nó ha. Tôi sẽ bôi cái đường này ha. sẽ bôi đường này đi, trả lại ban đầu ha, thì trả lại ban đầu. Tôi sẽ trả lại ban đầu nha các bạn, cho các bạn dễ hình dung nha. Tôi sẽ trả lại thường mở nè, thường mở nè ha. Rồi như vậy á, thì khi mà có điện á, thì cái chỗ này đóng lại và chúng ta phải làm ngắt cái mạch điện cung cấp và cuộn coi đi, bằng cách là gì? Chúng ta sẽ gắn thêm một tiếp điểm thường đóng, là Y0.1 đó. Lúc này chúng ta nhấn nút ở đây ha, thì sẽ làm cho tiếp điểm thường đóng thay đổi trạng thái sang hở mạch, nó sẽ làm cho cái mạch điện ở đây bị mở ra, cuộn dây bị mất điện, thì sẽ trả trạng thái của tiếp điểm của nó về ban đầu là mở. Như vậy là mạch của chúng ta sẽ dừng lại, động cơ dừng hoạt động ha, Rồi các bạn lưu ý nha. Rồi như vậy thì bài tập này đã xong rồi các bạn ha. Xong rồi, bây giờ tôi sẽ giải thích lại nè. Bình thường tín hiệu điện sẽ đi từ đây tới chỗ này, chờ ha, và ở hai cái đường này là sẽ hở mạch, là không có tín hiệu đi vào đây, động cơ dừng. Khi chúng ta nhấn nút từ phần cứng thì sẽ làm cho tiếp điểm này thay đổi trạng thái mở thành đóng lại. Như vậy tín hiệu điện sẽ đổ từ đây đi qua đây, gặp tiếp điểm này đóng và đi tới cuộn dây, thì cuộn dây có điện. Cuộn dây có điện này, thì tiếp điểm này sẽ đóng ngay lập tức lại ha, Rồi lúc này chúng ta buông tay ra thì cái tiếp điểm này nó vẫn giữ trạng thái đóng để nó nuôi nguồn cho cái cuộn dây này. Như vậy khi chúng ta tác động ngõ vào của PLC thì sẽ làm cho tiếp điểm thường đóng này thay đổi trạng thái sang hở, thì sẽ làm cho cái mạch điện bị gián. Như vậy thì cái cuộn coil sẽ mất điện và cái mạch của chúng ta sẽ dừng lại. Kết thúc các bạn ha, gửi ha. Rồi như vậy thì chúng ta đã xong cái bài tập cơ bản. Như vậy thì chúng ta sẽ sang cái nội dung tiếp theo, đó là chúng ta sẽ điều khiển mở máy hai động cơ hoạt động tuần tự và nó khống chế nhau.